Tập 696.5 P1P2 bí mật về sự ra đời của Ola. Tối nọ, mẹ bảo xin đi ngủ sớm để mai còn đi học thì xin vẫn mải miết lục tủ tìm chiếc khăn tay để ngày mai mang đến trường. Thấy chiếc khăn tay mẹ liền lấy nó xem lại. Mẹ bảo xin đây là chiếc khăn chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của bố mẹ. Chuyên bảo mẹ là bố lại kể khác. Hôm đó là do mẹ bị té cầu thang rồi ngã vào người bố. Nhưng mà làm gì có chuyện đó. Mà dù là chuyện gì thì cũng không được dùng chiếc khăn tay chứa kỷ niệm của bố mẹ. Đúng lúc bố đi làm về, mẹ vui vẻ ra đón làm bố thấy hơi sai sai. Đột nhiên mẹ ngửi thấy mùi nước hoa lạ nên nổi điên lên túm cổ bố tra hỏi. Bố bảo hôm nay bố chỉ đến câu lạc bộ ở Jinja thôi, nhưng mẹ có vẻ không tin lắm nên cứ túm cổ bố hỏi mãi. Hôm sau xin kể chuyện chiếc khăn tay cho cả đám nghe. Nene thấy chiếc khăn của mẹ xin thật đặc biệt, mà sao cũng có một chiếc khăn tay nhưng mà nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nene nghe xin kể vậy cũng tò mò không biết sau này cô có kết hôn vì một chiếc khăn tay giống mẹ Mise không nữa. Kazama cũng rất muốn biết tương lai của mình thế nào. Masao cũng tự hỏi không biết sau này cậu có gặp được định mệnh của đời mình không. Bo thấy mấy người này toàn nghĩ chuyện lung tung thôi, xin thì không biết ai sẽ là vợ mình. Vậy là cả đám cùng vào cánh cửa thần kỳ và nhanh chóng được nó đưa đến tương lai. Ai cũng thấy thành phố mấy năm sau thay đổi hơn rất nhiều. Cậu bạn vào kiểm tra thì đứng khi cả đám đang ở quá khứ chứ không phải tương lai. Nene không biết mình đang ở thời điểm nào của quá khứ. Bỗng Bo nhìn thấy một đội tuyển quốc gia của Nhật Bản thì nghĩ chắc là năm diễn ra trận đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản để giành cúp vô địch. Vậy thì là năm 2002, cách thời điểm hiện tại 8 năm về trước, xin cũng nhớ ra mẹ từng kể với cậu là bố mẹ đã gặp nhau vào 8 năm trước. Nói rồi xin chạy đi xem mình hồi đó thế nào, đám bạn thấy vậy thì bất lực với xin vì 8 năm trước thì xin làm gì đã ra đời đâu. Cô cậu định chạy lại thả thính thì thấy chị làm rơi một chiếc khăn tay, xin nhặt lên rồi lắc mông gọi chị, một người đàn ông đi ngang qua thấy xin thật kỳ lạ. Rồi xin cầm chiếc khăn tay lên trả cho chị gái thì hết hồn khi đây là mẹ Mise lúc còn trẻ. Mẹ Mise thắc mắc đứa trẻ này là ai mà lại biết tên mình. Xin thấy mẹ còn trẻ thật xinh đẹp. Chẳng có nếp nhăn và mỡ bụng nào cả. Mẹ thì chẳng hiểu, cũng lo lắng vì nếu như vậy thì xin sẽ không có mặt ở tương lai. Thấy xin vẫn chưa hiểu chuyện gì nên Kazama giải thích rằng nếu mẹ bực bội vì đứa trẻ này quá phiền phức. Rồi xin hớt hải kéo mẹ ra ngã tư đứng đợi đám bạn đưa bố tới. Mẹ Mise chẳng hiểu xin đang làm cái quái gì, với lại mẹ đang phải đi làm việc ở cửa hàng bách hóa nên không có thời gian đứng đây giỡn với xin. Xin nói rằng sẽ có một người đàn ông đến đây và người đó sẽ kết hôn với mẹ trong tương lai. Mẹ Kazama tranh thủ kéo xin vào để bố mẹ làm quen nhau. Mẹ không nghĩ là người đàn ông này sẽ làm chồng của mình, còn bố thì tức điên lên bảo mình không biết gì khi bị đám trẻ kéo đến đây. Vậy là hai người cãi nhau qua lại rồi tức giận bỏ đi. Xin lúc này như muốn phát điên vì không ngờ bố mẹ lại ra nông nỗi này. Rồi cô cậu ra công rồi kể chiếc khăn tay này chứa rất nhiều kỷ niệm với bố mẹ. Đúng lúc bố đi làm về, thấy trên mùi bố có mùi nước hoa nên mẹ đến túm cổ bố tra hỏi. Xin thấy cảnh này quen quen, mà thôi hạnh phúc đơn giản đôi khi là những trận ghen tuông vô cớ như vậy đó.